Xin chào cả nhà nha. Hôm nay Xuyến mua cái bộ kit nhanh nha cả nhà, test Covid-19 nha cả nhà. Hôm về Xuyến đi làm phun xăm á cả nhà cho khách nhiều, thành ra là Xuyến hôm nay Xuyến sẽ tự test cho mình tại nhà nha, để cho khách Xuyến yên tâm nha cả nhà. Cái này Xuyến nhờ em Xuyến mua trên Tiki nha cả nhà. Mới vừa giao tới luôn. Cái này một bộ là 100 mấy, cái này xíu mua để dành luôn, xíu mua 5 bộ luôn nha cả nhà. Xíu đặt cái này xong rồi xíu mới thấy chứ xíu có một cái bà chế bán bên bên dược nè, bán cái loại mà test nước bọt ở cả nhà nó khỏe hơn cái này test cái dịt mũi. Đây xin mua 5 bộ loại này nha, mua để dành luôn nha cả nhà. Xin sẽ lấy ra một bộ để xin test nha. Cây lấy dịch đó cả nhà, còn cái này là cái bộ đựng mà viết cho lên mẫu, còn cái này là cái dung dịch để mình bỏ cái mẫu vô nè cả nhà. Đây là cái nút để mình đậy vô để hồi mình nhiễu ra đó. Xin không có cái gì kê thì xin để lên cái bịch giấy nha. Trước khi mình test mình vệ sinh sát khuẩn tay cái nha cả nhà. Sau đó mình xé cái bộ này ra. Đây cái chai này là mình khui ra rồi mình kiếm cái chỗ nào mình để cho nó có cái độ dựa lên nha cả nhà. Mình sẽ kiếm cái bỏ vào trong cái. Xuyến không có cái gì kê nha, Xuyến lấy ly Xuyến bỏ vô nha cả nhà. Mình dỡ nắp này ra rồi mình lấy dịch mũi mình bỏ vô đây nha. Đây khui cái cây này ra. Cả nhà nhớ là khui cái phần ở đầu trên nha. Đây mình lấy cái này ra, mình bắt đầu mình tự lấy nha. Đây là lần đầu tiên Xuyến tự lấy nha cả nhà. Mấy khoảng 3-4 vòng rồi mình rút ra mình cho vô cái ống này nha cả nhà. Cho vô ống này mình sẽ quấy. Quấy khoảng 10 vòng nha cả nhà ơi. Xong cái mình lúc mình rút ra là mình bóp cho nó sạch dịch nha cả nhà. Xong rồi mình bóp sạch ra, mình vuốt sạch cái đầu này ra nha cả nhà. Rồi mình nhét lại cái bao vỏ của nó mới nãy nha cả nhà. Xong mình lấy cái nắp nè, đậy lại xong cái mình lắp.
vô cái bộ kit nha cả nhà. Mình nhiễu vô trong đây 3 giọt trên cái phần đầu máy trên này nha cả nhà. Xin đã nhiễu xong 3 giọt và xin quay cận cảnh cho cả nhà xem nha. Chiếc nhiễu vô đó cả nhà, bây giờ nó đang chạy lên đó. Ổn nha cả nhà, tình hình này là chắc ổn không sao ha. Hôm giờ Xuyến đi làm nhận khách phun xăm vòng vòng quyện này cả nhà, thành ra là cũng tiếp xúc với nhiều khách hàng, thành ra khách hàng của Xuyến người ta cũng sợ Xuyến á, thành ra Xuyến phải test cho khách hàng yên tâm nha. Lúc này dịch bệnh ở Cà Mau cũng nhiều á cả nhà, hôm giờ Xuyến khách Cà Mau Xuyến còn chưa dám lên làm luôn đó, Xuyến chỉ đi vòng vòng mấy cái quyện gần thôi cả nhà, nhưng mà cũng phải test cho khách hàng yên tâm nha. Để có nhiều người sợ, thấy Xuyến đi nhiều quá sợ nha. Ổn nha cả nhà, tình hình là an toàn nha. Đây Xuyến đã test xong ổn này cả nhà, một bạch nha. Mày Xuyến ghi tên Xuyến để hồi Xuyến chụp hình Xuyến đăng Facebook cho khách Xuyến xem, cho khách Xuyến yên tâm nha. Tại vì mình đang dịch bệnh mà mình đi nhiều cả nhà, nhiều khi khách hàng thấy mình ta cũng sợ nha cả nhà, thành ra là mình phải đầu tư xíu cho khách hàng yên tâm nha. Mấy cái dụng cụ mình test xong rồi thì mình bỏ vô bọc lại nha cả nhà, bỏ vô bọc rồi mình bỏ một cái chỗ nào gác mà mình đốt ở cái nhà. Cái này thì không có bị dương tính, thành ra là mình cũng không có sao nha. Chứ nếu ai mà xét nghiệm mà bị dương tính là cái gác này là mình phải mà kỹ lưỡng nha cả nhà, để không thôi người ta sẽ bị lây bệnh từ những cái rác thải y tế mà có chứa virus nha cả nhà. Đây Xuyến còn cho mình được 4 bộ. Thật ra mỗi lần mà Xuyến có đi làm là Xuyến sẽ test cho khách yên tâm nha. Cái bộ test này là em của Xuyến nói là cái này là hàng đạt chuẩn của Bộ Y tế, thật ra là test chất lượng lắm nha. Một bộ 100 mấy đó cả nhà. Xuyến không có biết cái giá chính xác, để Xuyến coi cho qua đường này. Này Xuyến mua 6 bộ là nó 599.000 cũng như 600.000 nha cả nhà. Cái này em Xuyến đặt trên Tiki nha. Lúc này ai mà mình đi tới lui nhiều thì mình nên tự xét nghiệm nha cả nhà. Ở chỗ Xuyến thì hổm có xét nghiệm cộng đồng rồi. Hôm đó giờ Xuyến về quê là đã được xét nghiệm 3 lần cộng đồng nha cả nhà. Xét lúc mà mình trước khi chích ngừa cả nhà. Thành ra là đây là lần đầu tiên mà Xuyến tự test riêng ở nhà nha, chứ bình thường là hổm giờ có những người y sĩ bên y tế cả nhà hay bác sĩ gì đó là ta test cho mình nha. Còn bây giờ là do Xuyến đi nhiều quá ra Xuyến sợ thì Xuyến test, một là cho mình bản thân mình yên tâm, tại vì Xuyến cũng có con nhỏ đó, ra là mỗi lần đi xa về là phải test để cho yên tâm nha cả nhà. Rồi về thì mẹ Xuyến cũng nấu nước xong nè, cho Xuyến xong rồi cũng nấu nước dừa gừng với đường phèn cả nhà cho Xuyến uống, mà nhưng mà vẫn cơ thể thì bình thường, nhưng mà vẫn xét nghiệm để chi, để cho bản thân mình yên tâm, rồi cho những người xung quanh mình người ta cũng yên tâm nha cả nhà. Tại thấy Xuyến đi vậy đó, rồi những người ở gần nhiều khi người ta cũng sợ nha cả nhà, tại mình đi hơi nhiều quá đó. Thành ra là cái này là test, một là cho bản thân mình yên tâm, hai là cho người thân mình yên tâm, và ba là cho khách hàng của mình cũng yên tâm nha cả nhà. Khi mà ví dụ người ta muốn làm đẹp mà người ta kêu Xuyến làm, mà người ta thấy Xuyến đi làm nhiều khách quá đó, người ta cũng sợ nha. Thành ra là mình test gì để cho khách yên tâm nha, đầu tư xíu nhưng mà để cho an toàn nha cả nhà. Một bộ như gì cũng 100 mấy,
nhưng mà mình phải đầu tư thôi. 11 là Xuyến có đi làm ở xa là Xuyến sẽ test cho bản thân mình trước nha, để cho khách yên tâm nha cả nhà. Thành ra là ai mà muốn mình tiếp xúc nhiều, mình đi nhiều sợ thì mình nên mua về nhà mình tự test nha cả nhà, chứ để tới test cộng đồng thì cũng lâu lâu mới được test cộng đồng nha cả nhà, chứ cũng không có được test thường xuyên đâu. Thành ra là nếu như mình muốn biết thì mình sẽ mua tự về nhà mình test, còn nếu như mình ở nhà an toàn mà cơ thể mình khỏe mạnh không có gì thì thôi mình không cần test cho đỡ tốn kém nha cả nhà. Còn nếu như mình thấy có nguy cơ mình đi tới đi lui nhiều, mình có tiếp xúc thì mình nên test để mình biết trước đã có gì á, mình còn biết đường mà trị nha cả nhà. Có nhiều người á là người ta bị nhiễm bệnh nhưng mà không có triệu chứng nha cả nhà, thành ra là bản thân người ta cũng không hề biết người ta bị bệnh đâu. Thành ra là nhờ cái bộ test này nè thì mình mới biết được là mình có bệnh hay không nữa. Mà Xuyến nghe nói lúc này có con số là test cái này chứ thì phần nào thôi chứ test PCR mới chính xác nha cả nhà. Ví dụ mà mình có tiếp xúc với mà F0 là mình phải test cái PCR là nó mới chuẩn hơn nha. Test cái này lên là test PCR lên nha cả nhà. Nhưng mà có nhiều khi test cái này lên, test cái này không có lên nhưng mà test PCR lại lên nha. Thành ra nếu như mà mình có tiếp xúc gần với F0 thì lúc đó là ta điều tra dịch tễ thì người ta sẽ bắt mình test PCR. Còn do mình là mình không có tiếp xúc, thành ra mình sợ thôi thì mình mua về mình tự test thôi nha. Nhưng mà có hổm giờ cũng có nhiều người mua về tự test nhưng mà vẫn lên dương tính nha cả nhà. Thành ra là giờ chỉ có mình tự bảo vệ mình thôi, thì mình tự theo dõi sức khỏe và tự biết bảo vệ cho bản thân mình thôi. Chứ nhiều khi mình đi đường bây giờ F1, F2 nhầm, nhiều khi mình gặp F0 mình cũng không hay luôn nha cả nhà. Tại bây giờ F0 cộng đồng hơi bị nhiều. Ở Cà Mau là hôm qua với bữa trước là ngày nào cũng 200 ngoài ca cộng đồng nha cả nhà. Còn dương tính là bữa trước là 500 mấy, còn hôm qua là cũng 400 mấy, gần 500 nha cả nhà. Thành ra là hiện tại cái tỷ lệ mà người bị bệnh nhiều lắm nha cả nhà. Thành ra bây giờ là mình tự bảo vệ mình thôi. Tại giờ mình đã sống chung với dịch rồi thì mình cũng phải đi tới lui để mà làm ăn buôn bán đồ, mà mình cứ kỹ cho bản thân mình. Chứ giờ nếu mà ở nhà hoài là đói nha cả nhà. Mấy nay là Xuyến khách ở Cà Mau kêu Xuyến lên quá chừng luôn, mà do Cà Mau nhiều còn nhiều dịch quá thành ra Xuyến chưa dám lên. Xuyến chỉ đi gần gần khách huyện thôi, mấy khách chỗ khu nào mà an toàn, dịch còn an toàn thì Xuyến đi nha. Thành ra là khách hàng mà ở Cà Mau cũng thông cảm cho Xuyến nha. Lúc này là đang chuẩn bị phun xăm làm đẹp để ăn Tết này cả nhà, mà lúc này Cà Mau nhiều dịch quá Xuyến chưa lên được. Thành ra là lỗi hẹn với khách Cà Mau hổm giờ là rất nhiều lần, hổm giờ khách hẹn mấy tháng rồi mà Xuyến vẫn chưa lên được nha. Thành ra khách hàng cũng thông cảm cho Xuyến nha, tại tình hình dịch mà. Nói chung là Xuyến cũng muốn an toàn cho khách hàng và cũng muốn an toàn cho bản thân của mình nữa. Tại vì ở Cà Mau thì cái chỗ Xuyến ở thì cũng chưa có dịch nhiều, nhưng mà cái khu đó thì cũng chưa an toàn, chưa có bị phong tỏa gì hết. Nhưng mà Xuyến cũng sợ khách ta đi tới đi lui cả nhà, rồi mình cũng không biết người nào tiếp xúc với người nào sao, khó lòng lắm, lỡ có chuyện gì cái mất công mà ảnh hưởng người này người kia đâu nữa. Thành ra là giờ cứ an toàn trước tiên đi nha cả nhà, rồi đẹp từ từ đẹp nha cả nhà. Ai mà ở trong cái khu an toàn thì đẹp trước nha. Thành ra là khách hàng cũng thông cảm cho Xuyến nha, hổm giờ cứ hứa hoài mà vẫn chưa lên được Cà Mau nha cả nhà. Xong Xuyến đã test xong rồi và Xuyến xin kết thúc clip đây nha. Chúc cho cả nhà nhiều sức khỏe để vượt qua mùa dịch này nha cả nhà. Ai mà nghi ngờ mình có tiếp xúc thì nên mua cái bộ kit về mình test thử nha cả nhà, cho ăn cho yên tâm nha cả nhà ơi. Xuyến xin kết thúc clip đây. Xuyến xin chào cả nhà nha.